bốn con giáp cực đỏ, lộc rơi trúng đầu, gặp may trúng số độc đắc, giàu có trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, mỗi người khi sinh ra thì đều có một cái số mệnh khác nhau. Có những người có số mệnh bắt buộc phải trải qua cái thời gian nghèo khổ, khổ cực, túng thiếu. Nhưng nhờ vậy mà họ mới tìm được những cái tháng ngày tốt đẹp ở trong tương lai. Và trong số 12 con giáp thì sẽ có 4 con giáp trời sinh số mệnh đắc tài đắc lộc, số mệnh định sẵn trong cái thời gian trước họ phải vất vả khổ cực và túng thiếu, cô bần. Nhưng trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư tới đây thì cuộc sống của họ sẽ luôn được suôn sẻ thuận lợi hơn rất nhiều. Từ nay về sau, họ sẽ có được một cái cuộc sống đầy đủ viên mãn, sung túc 10 phân vẹn 10. Chúng lớn liên tiếp vàng bạc thử cứ ùn ùn kéo về ngập két. Vậy thì 4 con giáp đó là 4 con giáp nào? Để biết mình có thuộc một trong những con 4 con giáp may mắn này hay không ấy, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 âm lịch, không ai khác, đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu thì cứ may mắn ngập tràn nó kéo đến. Chúng ta biết trong 12 con giáp ấy, thì nói chung ấy, đây là một con giáp cực kỳ may mắn mà chúng ta phải nhắc đến. Sự nghiệp trong cái tuần mới của những người tuổi Dậu cũng khá là hanh thông thuận lợi. Nói chung quý vị cần phải đặt ra cho mình một cái mục tiêu ngay từ bây giờ để thực hiện mọi việc nó được thuận lợi và hanh thông. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu trong 3 ngày tới đây thì họ rất dễ nhận được cái sự trợ giúp của quý nhân, khiến cho nhiều cái rắc rối cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, có cơ hội chạm tay vào được rất nhiều cái cơ hội mà những cái thời điểm khác trong năm khó có thể có được. May mắn hơn nữa là cái năng lực của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng đã được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Con giáp này hãy cứ tin tưởng hết mình. Các bạn cứ cố gắng bao nhiêu thì kết quả sẽ gì nhận được cái sự ngọt ngào bấy nhiêu. Tương lai cũng sẽ rực rỡ trong tầm tay của các bạn. Cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng đang tiến triển khá là tốt. Các bạn được quý nhân tương trợ giúp đỡ, che chở và nâng đỡ, hứa hẹn nhiều cái điểm sáng rất đáng mong đợi trong 3 ngày tới đây. Thêm nữa, các thần nó còn hỗ trợ những người tuổi Dậu khá tốt trong cái việc mở rộng cái mối quan hệ xã giao ở tại nơi công sở. Các bạn vừa được cấp trên hậu thuẫn, lại được cấp dưới đồng lòng, đồng nghiệp thì lại nhiệt tình, mọi việc sẽ tiến triển thuận lợi theo đúng cái kế hoạch của những người tuổi Dậu. Có thể nói, trong 3 ngày tới, thấy rõ cái dấu hiệu thăng tiến trong cái sự nghiệp của những người tuổi Dậu bằng cái nỗ lực và cái sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm một chút hài hòa về cái vận thế, và những người tuổi Dậu có thể gặt hái được những cái thành quả hết sức là xứng đáng. Đây cũng là một cái thời điểm mà thuận lợi để cho những người tuổi Dậu mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, các dự định lớn lao đã ấp ủ từ lâu. Quý vị đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào cái khả năng của mình, cố gắng hết khả năng, rồi các bạn cũng sẽ đạt được những cái thành tích đáng để tự hào bằng chính cái đôi tay của mình làm ra. Lại thêm cái sự xuất hiện của một vài cái cát tinh, vậy nên công việc nó tiến triển thuận lợi theo đúng kế hoạch, đảm bảo cái tiến độ. Ngoài ra ấy, thì những người tuổi Dậu còn dễ hợp tác thành công, ký kết được không ít những hợp đồng béo bở, đem lại cái lợi nhuận không hề nhỏ cho công ty và cho cả bản thân mình nữa. Tuy nhiên, nói chung ấy, những người tuổi Dậu cũng nên lưu ý thành công nhưng mà cũng đừng vội đắc ý, kẻo lại hút cái vận tiểu nhân nó quấy phá, nó gây bất lợi cho cái vận trình của bản thân mình. Thắng không kêu mà thua thì không nản, đó mới là cái thái độ đúng đắn của người tài giỏi thành công. Cùng với công việc thuận lợi thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Dậu cũng đang trên cái đà khởi sắc. Dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm kinh doanh buôn bán tự do ấy, thì trong 3 ngày tới đây đều mang lại cho mình một kết quả tốt đẹp. Con giáp này đang có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền, kinh doanh buôn bán cũng được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu một cách bất ngờ đấy và gì đáng để chờ đợi nhất. Trong thời gian này thì tài tinh nó chiếu mệnh nên là đều có những cái thu hoạch nhất định. Có khả năng các bạn sẽ được đề nghị tăng lương thăng chức hoặc là chỉ nhận những khoản hoa hồng đấy. Và một số người sẽ đề xuất lên cái vị trí cao hơn cũng dễ dàng được chấp nhận. Hơn nữa, bản mệnh cũng khá khéo léo trong các mối quan hệ xã giao, thì đây cũng chính là cái thời điểm mà các bạn tận dụng triệt để các mối quan hệ để tạo lập gì ra những cái con đường mới đấy, rất có lợi cho cái việc kinh doanh buôn bán đầu tư
trong cái thời gian này. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây ấy, thì việc đầu tư nói chung là cũng là hoàn toàn hợp lý khi mà cái casting nó đứng về phía các bạn. Nếu mà đang có sẵn cái nguồn vốn rủng rỉnh thì các bạn có thể là thử sức đấy. Có điều làm gì thì cũng cần phải bình tĩnh và thận trọng, bởi gì vẫn còn một vài cái hung tinh nó rình rập, nó gây khó khăn cho các bạn bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây, dù có ham kiếm tiền đến đâu đi chăng nữa thì các bạn vẫn cần phải đề cao cảnh giác với những cái mối quan hệ hợp tác và đầu tư mờ ám. Đừng có bất chấp pháp luật mà làm liều, kẻo lại vi phạm pháp luật, vướng phải cái họa lao ngục. Chỉ cần lưu ý trong đầu tư, biết đúng cái điểm dừng, tránh tham thì thâm là được. Vì thế, những người tuổi Dậu ấy, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 âm lịch ấy, ngày 25 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 dương lịch, thì những người tuổi Mão công việc cũng khá là gì, thuận lợi, suôn sẻ đến mức là khiến người khác phải ghen tị. Nói chung ấy, những người tuổi Mão là những người mà có sự nghiệp khá là thuận lợi, hanh thông trong 3 ngày tới. Nhưng mà họ cũng không chỉ gặp thuận lợi trong cái sự nghiệp, mà bất kỳ việc gì họ làm, họ quan tâm vào, bắt tay vào ấy, thì đều mang lại những kết quả khả quan và tích cực. Mọi việc xảy ra dường như là đều đúng theo những cái mong muốn của những người tuổi Mão. Vì thế, trong thời gian này thì quý vị nên, đấy, nếu mà đang có ước mơ ấy, đang có dự định ấy, thì cũng đừng ngại bắt tay vào thực hiện ngay. Thưa quý vị, về sự nghiệp của những người tuổi Mão thì khẳng định chắc hẳn là quý vị gì sẽ khiến cho công việc được suôn sẻ, hanh thông. Từ đó người khác cũng sẽ cực kỳ bất ngờ và hài lòng với cái kết quả mà các bạn làm được. Cơ hội hiếm có như thế này, dại gì mà các bạn bỏ qua, đúng không ạ? Trong khi đó, những người tuổi Mão thì lại được gì casting nó hỗ trợ. Vậy nên là gì sẽ giúp cho bản mệnh có nhiều cái không gian để phát triển, tiền đồ thì sáng lạn, cả quyền lực và tài chính thì cũng đều tăng mạnh trong thời gian này. Nhất là những người tuổi Mão mà làm lãnh đạo ấy, thì sẽ được casting nó trợ giúp, bản mệnh sẽ có thêm cái tiếng nói, đưa ra được những quyết sách đúng đắn, quan trọng, giành lấy cái vị trí cao trong công ty. Nhân viên cấp dưới cũng sẽ tin tưởng và làm theo những lựa chọn của chính các bạn. Tuy nhiên, sự nghiệp nó phát triển nó cũng đồng nghĩa với cái việc là áp lực được tăng lên, bản mệnh cũng phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ, nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ qua những cái tiểu tiết, bởi một vài cái hung tinh nó vẫn đang gì đang kề cận, dễ khiến cho bản mệnh gì bận rộn quá mức mà mắc phải những cái sai sót. Những người làm việc liên quan đến số liệu ấy, đến tiền bạc thì cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Nếu mà có ý định hợp tác làm việc thì cũng có nhiều cái cơ hội tốt, luôn được quý nhân nâng đỡ chỉ đường dẫn lối. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão đi theo con đường khởi nghiệp ấy, thì vẫn chưa phải lúc an nhàn. Các bạn nhớ để tâm đến những cái người xung quanh, đặc biệt là bạn bè tuổi Hợi, tuổi Mùi thì có thể giúp các bạn vượt qua những cái khủng hoảng trong cái sự nghiệp và đưa ra cho các bạn những lời khuyên hữu ích. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì những người làm công ăn lương, nếu mà có cấp trên tuổi Hợi, tuổi Mão thì có thể dễ được cấp trên ưu ái mà đề bạt lên vị trí cao hơn. Có điều dưới cái sức ảnh hưởng của một vài cái hung tinh ấy, tại cái nơi làm việc thì vẫn có những cái quan hệ phức tạp, bản mệnh dễ bị người khác ghen ghét đố kỵ. Nên khiêm nhường, an phận làm tốt cái việc của mình thì mới có thể là xoay chuyển được cái hung vận thành cát vận. Với những ai mà đã có ý định chuyển việc thì nói chung ấy, đây là cũng là cái thời gian không thích hợp. Đấy, không thích hợp để các bạn phát huy trong môi trường mới, dễ vướng phải cái họa khẩu thiệt thị phi khiến cho tinh thần không ổn, từ đó không thể tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc mới được. Bản thân những người tuổi Mão hay tự tạo áp lực cho mình, cầu toàn quá mức, ngược lại càng khiến cho cái hiệu quả công việc nó bị giảm sút, và các bạn cần phải cân nhắc kỹ cái vấn đề này. Vì thế, để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119
để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo trong 3 ngày tới, con giáp may mắn thứ ba thì không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái 3 ngày tới đây thì sự nghiệp của những người tuổi Thìn trở nên là gì? Thuận buồm xuôi gió. Những người tuổi Thìn với một cái tinh thần phấn chấn và tràn trề cái sự tự tin, dường như cũng không gặp phải bất kỳ cái trở ngại nào trong cái công việc cả. Dường như chỉ cần các bạn bắt tay vào làm việc gì thì cũng sẽ gặp được thuận lợi ngay từ đó. Cho dù có một chút vướng mắc nho nhỏ, nhưng chỉ cần con giáp này bình tĩnh xử lý thì nhoáng một cái là đã giải quyết xong. Họ đáng mừng hơn nữa là cái tình hình sức khỏe của những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng đang ở cái thời kỳ vô cùng là sung mãn, khiến cho họ không ngại đối diện với những thử thách mà còn đem lại cái ảnh hưởng tích cực đến cho mọi người. Ai cũng cảm thấy cái sự may mắn của những người tuổi Thìn được lan truyền sang mình. Thưa quý vị, trong thời gian này thì những người tuổi Thìn vừa thành công trong cái công việc, lại vừa cải thiện được cái mối quan hệ của mình với tốt với đồng nghiệp. Và đây cũng là cái thời điểm để có những cái điểm sáng bất ngờ về phương diện sự nghiệp. Được nguyệt lệnh nó ủng hộ, nó mang theo những cái cơ hội tốt trên cái con đường công danh sự nghiệp thăng tiến. Vậy nên những người tuổi Thìn đừng có bỏ lỡ cơ hội này nhé. Thời điểm này cũng thích hợp để khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh đầu tư. Nếu mà đang ấp ủ những cái dự định thì quý vị nên tiến hành càng sớm càng tốt. Để lâu rất khó tiến hành vì đa phần những người tuổi Thìn làm việc rất là tùy hứng. Nhìn chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì sự nghiệp của những người tuổi Thìn bay cao, bay xa, hứa hẹn có những cái bước tiến vượt bậc, vừa nâng cao cái vị thế, cái uy tín lại vừa tăng thêm cái thu nhập cho mình. Có điều là vẫn còn một vài cái hung tinh nó có thể ảnh hưởng, nó mang lại những cái phiền phức. Do vậy các bạn không nên ngạo mạn đó. Theo đó thì quý vị làm gì cũng cần phải khiêm tốn, lễ độ, đừng có để thói quen kiêu căng làm cái rào cản ngăn cản các bạn đến thành công lớn hơn. Công việc của những người tuổi Thìn hanh thông thuận lợi, vậy nên trong 3 ngày tới đây, cái tình hình tài chính của các bạn cũng có nhiều cái khởi sắc mạnh mẽ, cả chính tài và thứ tài đều có gì xu hướng là gia tăng. Dù các bạn là người làm công ăn lương hay là những người làm tự do kinh doanh buôn bán thì đều đạt được những cái mục tiêu tài chính của mình. Hơn thế nữa, cái vận may tiền bạc luôn song hành cùng các bạn. Một số người còn có cơ hội là trúng số đổi đời. Đấy. Đó cũng là điều mà không quá ngạc nhiên đối với những người tuổi Thìn. Có điều là gì, tiền nhiều nhưng mà đôi khi quý vị vẫn bị gì âu lo, nặng chịu. Do ảnh hưởng của một vài cái hung tinh nó khiến cho tư tưởng của các bạn gì, đôi khi là tự làm khổ mình, tự tạo cái áp lực với cái chuyện tiền bạc cho mình. Nói chung trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi Thìn đôi khi cũng khá là mát tay trong lĩnh vực đầu tư. Một khi mà các bạn đã nhắm tới cái dự án nào thì hầu hết là đều thu hoạch rất là khả quan. Nhưng mà một vài cái hung tinh nó đương đầu ấy, quý vị cũng đừng có tham lam ôm đồm quá nhiều thứ, vận may cũng sẽ dễ trở thành vận xui. Vì thế, để mang lại cái cát tường may mắn, thuận lợi hanh thông cho công việc và trong sự nghiệp, thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn đấy, mang lại tài lộc may mắn trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 4 trong 3 ngày tới không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 âm lịch thì những người tuổi Ngọ cầu mong sao cho cái sự nghiệp của mình phát triển thuận lợi và may mắn làm sao ấy, thì có vẻ như nguyện vọng của họ đã trở thành cái hiện thực khi mà được trời xanh nghe thấy. Cuộc sống thoải mái, an nhàn, thuận theo tự nhiên khiến cho tâm hồn của những người tuổi Ngọ cực kỳ là thư thái. Họ sẽ phát hiện ra có rất nhiều cái điều bất ngờ nó mang đến cái hạnh phúc đến với mình. Không chỉ trên phương diện sự nghiệp mà còn ở rất nhiều cái phương diện như tình duyên, tài lộc thì cũng đều được hanh thông như ý. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây cũng là cái thời điểm thuận lợi để những người tuổi Ngọ có thể gì tạo ra những cái điểm để gì kích thích cái may mắn đến với mình. Những người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều cái hanh thông may mắn và thuận lợi. Một khi mà các bạn đã hạ quyết tâm làm gì thì các bạn làm cho bằng được, nhờ vào chính cái nỗ lực của bản thân cộng thêm một chút may mắn đến từ cái vận trình, thì đây cũng chính là cái thời điểm để các bạn tỏa sáng, làm mọi điều mình muốn hoặc là gì đã ấp ủ từ lâu
tỷ lệ thành công cũng rất là cao. Bên cạnh đó, công việc trong thời gian này nó cũng được tiến hành suôn sẻ thuận lợi, làm gì cũng có đầu có cuối, cái sự nỗ lực cũng được quy đổi bằng những cái thành quả xứng đáng. Dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm tự do thì các bạn đều hài lòng với những cái gì mà mình đã làm được. Trong cái thời gian này thì việc ký kết hợp đồng của những người tuổi ngọ cũng tiến hành gì thuận lợi hanh thông. Đó, đầu xuôi đuôi lọt mang về cho các bạn không ít cái lợi nhuận. Thêm nữa, cái tình hình kinh doanh buôn bán của các bạn cũng khá là khả quan. Doanh thu thì đạt được có thể là bù cho gì 2 thậm chí 3 tháng trước. Theo đó, ngay từ thời gian này thì các bạn cũng cần phải lên một cái kế hoạch kinh doanh chi tiết càng sớm càng tốt. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi ngọ lại có tài tinh chiếu mệnh. Vì thế mà tài khí nó khá là vượng, hứa hẹn các bạn sẽ gặt hái được những cái thành công rực rỡ ở các hạng mục kinh doanh và đầu tư. Bên cạnh đó, trong cái thời gian tới thì những người tuổi ngọ sẽ gặp nhiều may mắn về vận trình tiền bạc, ký kết được hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ thì đều diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Nó sẽ mang về cho những người tuổi ngọ không ít cái khoản hoa hồng bỏ vào túi. Nếu mà tiền bạc cứ gọi là rủng rỉnh, chi tiêu thì cũng không phải lo nghĩ. Có điều những người tuổi ngọ vốn là những người có lối sống phóng khoáng nên là thường không tích lũy được nhiều. Nhưng mọi thứ có thể thay đổi khi mà chính các bạn thay đổi. Học cách chi tiêu tiết kiệm, các bạn sẽ thấy mình luôn chủ động về cái mặt tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ, đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4. Và trong 3 ngày tới đây, chúng ta sẽ có 4 con giáp được lộc trời cho, giàu sang phú quý, dễ có cơ hội ôm bạc tỷ trong tay. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Dậu, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Thìn và 4 là những người tuổi Ngọ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.